Chào tất cả mọi người cùng đam mê. Đã khá là lâu rồi mình không quay clip về than, và thời gian vừa qua cũng rất nhiều anh em có hỏi về cái dòng chim này. Thì bây giờ cũng đã thời kỳ sắp đến mùa của chơi chòe rồi, thì hôm nay mình sẽ quay tạm cho anh em xem một cái clip về con than của mình. Thì đây, trong AV đây, mình vẫn để trong lực đây, vẫn đang hot đây anh em kìa. Cái nó hot cái kiểu này là nó đang hot về mái đó anh em nhá. Mà mới chú chim được đây, mình chăm chòe cũng là khá là kém, cho nên là nó mã nó hơi xấu một tí. Nhưng mà cái lết chơi của nó thì vẫn khá là ok. Thì mời mọi người xem cái lết chơi của em chòe này của mình nhá. Rồi chúc mọi người clip xem clip vui vẻ. Bây giờ mình sẽ đặt máy ở trong này. Đây, nó đang hot kìa. Đây mình đặt máy anh em nhá. Thank you.
Thôi mình xin ra tạm dừng clip ở đây, hẹn mùa thuế than tới thì mình sẽ có nhiều cái clip về than hơn. Xin chào anh em và hẹn anh em những clip tiếp theo.